Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Khi em ngồi trò chuyện với cô chú anh chị đây, thì nhận được một cái thông tin, đó là cô Sáu đã làm đơn, tiếp tục làm đơn nha, kiện tiếp về cái vấn đề là coi như là 8 triệu với 200 đô. Đó, cô Sáu kiện tiếp nha. Kiện bé lon tiếp nha. Đó, cô Sáu ghê quá. Bây giờ là coi như là liên tục sóng gió nhà cậu Năm ha, coi như là cứ kiện. Kiện và chi cứ kiện, đôi lúc người ta hỏi khi nào mà hết kiện. Nói chung là nên kiện đi vì chúng ta thượng tôn pháp lực. Vì không thể nào mà coi như là giải quyết với nhau bằng những cái lời nói, mà coi như là tờ 500 1.000 được thì ok, tôi cứ tôn trọng nhau, mình cứ kiện đi, thấy không? Kiện đi, tới đâu hay tới đó, cô chú anh chị. Chứ mình không kiện thì nó không có đưa ra được cái những cái bằng chứng hay hoặc là những cái coi như là cái lợi ích của mình sau cái vụ kiện đó. Nhưng mà còn vụ kiện thì đưa đi đến đâu, như thế nào, ra làm sao thì cô chú anh chị biết rồi. Thì cô chú anh chị cũng biết rằng là cô Sáu coi như là nói rằng là Loan coi như là đã coi như là gom đồ của cô Sáu, coi như là gom đồ của cô Sáu rồi xong dục ra ngoài đường. Đã gom đồ của Sáu xong rồi dục ra ngoài đường, nhưng mà trong tài sản của cô Sáu đó, tài sản của Sáu coi như là bị thất thoát tài sản đó, là nghe cô Sáu nói trên cộng đồng mạng đó, mọi người chia sẻ đó là mất 8 triệu và 200 đô. Thì coi như là tổng cộng cũng khoảng là mười mấy rồi ha, tính ra tới mười mấy triệu rồi. Thì cô Sáu coi như là mất cái tài sản như thế, nên là cô Sáu coi như là quyết định đi kiện coi như là ai là người, coi như là người là gây ra cái câu chuyện mà 8 triệu và 200 đô đó. Thì cô chú anh chị biết không, thật sự mà nói á, kiện đi thì mới có trắng có đen, kiện đi rồi cơ quan công an điều tra người ta mới làm rõ được vấn đề. Chứ đây bây giờ có nói, có giờ bé Lon có nói con không có lấy, con không có nhận hay như con không thấy thì không ai mà tin được hết trơn, đúng không? Không ai mà tin được. Bởi sao? Bởi người ta đang ghét mình, sao người ta tin mình được? Thì cứ làm đi. Ta nói trời cao có mắt, trời bất dung gian mà. Làm sao mà mình làm chuyện xấu mà mình tồn tại trong cái xã hội này được, đúng không cô chú anh chị? Thêm một cái vấn đề nữa là vấn đề gì ạ? Vấn đề coi như là câu chuyện của cô Sáu thì cô chú anh chị biết rồi. Cô Sáu vừa rồi thì cũng tranh chấp tài sản, cũng đi kiện thì thưa, nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là phía báo chí đăng tải thông tin là chỉ là bổ sung thêm hồ sơ thôi, nhưng mà cũng là gây sự chú ý cho cộng đồng mạng rất là nhiều. Nhưng mà còn phía cô Sáu tiếp tục là đi kiện. Ngoài cái đơn kiện của cô Sáu tranh chấp tài sản ra thì còn thêm một cái đơn kiện nữa là cái đơn kiện là về cô Sáu bị mất tài sản nha cô chú anh chị. Cái đơn kiện tranh chấp tài sản là riêng, còn cái đơn kiện mà mất tài sản là riêng. Vì nội dung đơn kiện thì chúng ta cũng phải nhìn nhiều góc độ. Bây giờ coi như là chẳng lẽ bây giờ mất tài sản, nhưng mà tài sản cô Sáu thứ nhất là cái đầu tiên này, khi kiện qua ra cơ quan công an á, cái đầu tiên nếu bây giờ hỏi là Lon có lấy hay không thì Lon nó không làm thì làm sao nó nhận, đúng không? Mà coi như là lấy số nhiều chứ mà đâu là lấy ít như vậy, đúng không? Đó, coi như là người ta giục đồ ra ngoài đường, người ta bị phao tin là giục đồ ra ngoài đường đổi ổ khóa, nên là đôi lúc người ta cũng dùng những cái coi như là biện pháp coi như là để coi như là để coi như là rửa hận rửa nhục thêm một mớ. Coi như là vì cái câu chuyện mà đó nên là coi như là Sáu đã đâm đơn đi kiện. Mà đã đâm đơn đi kiện thì nó nhiều góc độ pháp lý như thế này. Cái câu chuyện pháp lý thì sẽ đầu là cơ quan điều tra, bắt đầu họ sẽ đầu là tiếp tục làm việc với Sáu. Chắc kiểu này là Sáu dành cả đời đi kiện quá Sáu ơi. Coi như là người ta sẽ điều tra rằng là cái số tiền đó ai chứng minh, ai làm chứng cho Sáu là Sáu có số tiền đó. Đầu tiên phải chứng minh được cái đã, mình đi kiện mình chứng minh được là số tiền đó tôi vừa nhận của ông A bà B, hay hoặc tôi có thu nhập từ cái thời nào thời gì tôi tích lũy lại, hay tôi vừa mua bán làm ăn, hay hoặc là tôi vừa kêu gọi được tôi vừa kêu gọi được coi như là 8 triệu với 200 đô chẳng hạn, ví dụ nha đó. Hay hoặc là ông Nguyễn Văn A mới cho tôi được 8 triệu, ông bà Nguyễn Thị B mới tặng cho tôi 200 đô
Đó, bắt đầu là xong xuôi tôi để đó, và để đó có sự chứng kiến của ai? À, chứng kiến của con tôi là bé Phượng nè. Đó, bữa hôm đó có phải phải má má để trong đó là con thấy là 8.200.000 đô phải không con? Dạ đúng rồi má, con thấy rõ ràng, con thấy rồi. À, đương nhiên là phải thấy thôi, mẹ con mà, đúng không? Phải thấy thôi. Như là à, rồi có người làm chứng là ở cái bà này à, có để vô ngày đó giờ đó à, tháng đó có để vô trong đó rồi à, cái ngày mất là cái ngày nào đó, bắt đầu là tự nhiên cái ngày mất thì ngày A, ngày B, ngày C gì đó rồi, đúng không? Vậy trong thời gian bà bị mất tiền như thế thì trong thời gian đó là những ngày bà chi tiêu như thế nào à, bà chi tiêu ra làm sao à, những ngày ví dụ như là mất bữa trước tới bữa sau thì đó trong 24 giờ hoặc 12 giờ đồng hồ bà chi tiêu những gì, ở đâu, xài như ai, gặp gỡ những ai, như thế nào, ra làm sao đó. Cái tại vì là trên 2 triệu là dự án hình sự rồi, có chú vậy đó, hình sự ở đó mất tài sản mà trên 2 triệu là hình sự rồi phải không? Mà cái này mà 8.200.000 đô nữa, cô chú chị hình dung xem phải không, ai bắt được kẻ nào mà coi như lấy tài sản của cô Sáu là kẻ đó phải ở tù với cô Sáu chứ không phải giỡn đâu nha. Trời đất ơi, tiền người ta làm cực khổ quá trời mà tiền người ta hả cũng phải là kêu gọi A, B, C, ở lộn à, người ta cũng phải là làm đổ mồ hôi chán chứ à, tự nhiên cái đại đó giục đồ người ta ra làm chi cho mất 8 triệu rồi thêm 200 đô nữa, biết quỷ nào lấy hà, có không nữa hà hà. Mà tức quá, nhiều khi tức quá cái nhớ bậy nhớ bạ, nhớ tùm lum tà la, mất công lắm mà nghe sao nha. Cái đó là người ta kiện ngược lại tội vu khống, là không có vu luôn ở lộn, tội vu khống đó. Chứ không phải giỡn đâu như sao nha, chứ không phải là mình nói là mình đi giác đơn đi kiện người ta cái là kiện ở xong cái đầu lại cơ quan công an nói tầm bậy nói tầm bạ, nói cái chuyện không có xong xuôi cái đầu là xong rồi nói ô tôi nhớ lộn thôi tôi nhớ lộn bữa hổm tôi có xài rồi tôi có đi qua Campuchia ở lộn bậy, cứ trời ơi, cứ nhắc chuyện cũ hoài sao bỏ rồi nhắc chuyện cũ hoài sao bỏ lâu rồi trời chưa à, nhiều khi đi lên cơ quan công an á sao mình nói gì thì nói chứ mình nói cái dạng như mình nói là trời ơi, hôm tôi nhớ lộn nên là tôi làm đơn tôi kiện nay á, là coi như tôi nhớ ra rồi không có 8 triệu á, với là 200 đô tôi cắt ở trong mình tôi mà tôi không nhớ. Ê này bậy à, thứ nhất cái đầu tiên thứ thứ nhất là cái đầu là đưa thông tin giả không, làm ảnh hưởng tới cơ quan chức năng phải điều động người đi điều tra làm mất ảnh hưởng nào đó khoảng mấy điều mấy á, đầu người ta xử lý phạt sáu này nha nha. Rồi thứ hai là cái người ảnh hưởng trực tiếp với Sáu đó là sẽ bị phạt tiếp tục rằng là coi như là vu khống tôi không đó, đi lên trên không gian bôi xấu tôi trên mạng xã hội rồi nói tôi bla 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 các kiểu đó, giành giật này kia nọ, giục đồ giục đạc mất tiền của cô của bà này kia A, B, B, C gì đó đó, thấy chưa? Nó là những cái như thế, những động thái như thế thì cho nên chúng ta thấy rằng khi mà cô Sáu đã chấp nhận đem đơn đi kiện rồi thì cô chú anh chị biết rồi à, cô Sáu tức quá mà coi như là tài sản của anh tôi, của anh ruột tôi, của anh ruột tôi à, mà tự nhiên giờ con anh tôi hưởng là sao, mọi người có thấy vô lý không? Anh ruột tôi là phải là của tôi 50% chứ, hoạt động sở hữu chứ, tại sao mà anh ruột tôi mà tôi không có phần cho nào là sao? Các người trả lời tôi đi. À, đương nhiên rồi đúng không cô chú anh chị? Đã thì coi như là chúng ta sẽ thấy rằng là trong thời gian tới những thứ mà coi như là vu khống rồi kiện tụng à, vu khống kiện tụng rồi tất cả mọi thứ sẽ được cơ quan giải quyết thôi. Thì cũng giống như cái buổi họp ấy, cái buổi sáng ngày hôm nay tại phiên tòa thì thật sự nói với cô chú anh chị là bổ sung hồ sơ thôi mà cũng gây coi như là sự chú ý của cộng đồng, vì cộng đồng nó thương bé Lon ha. Rồi mình thấy một số anh chị thì cũng đã đến nhà à, chia sẻ với bé Lon à, từ các kênh YouTube và các nhiều người ủng hộ, trong đó nhiều người rất là nổi tiếng đó. Cho nên á, là cô Sáu á, thì cô Sáu bây giờ xung quanh cô Sáu bây giờ coi như là à, con cháu giờ thì nó cũng đã là chia phe chia phái hết rồi. Tại vì biết làm sao không cô chú anh chị? Tại vì biết làm sao không? Con cháu nó nhìn ra một điều nó cũng ức lắm, đúng lý ra con của người thứ tư đó, không cho Bác Tư đó, đó đúng là đang con của Bác Tư đó, có nhà từ đường để hưởng đó. Tính ra một cu Mỹ, tính cô chú anh chị nghĩ đi, tính ra nếu một cu Mỹ là con là con trai là đích tôn đấy chứ, ít nhất là phải có thừa hưởng cái sự coi như là để lại của ông bà gia tộc,
coi như là cũng có cái từ nhà từ đường ở, mà đôi lúc tại sao của Mỹ bây giờ nó cũng nhà cửa không biết có hay không, hay hoặc là ở thuê ở trọ thì cũng không biết được, nhưng mà nguyên nhân nghe đâu giang hồ đồn thổi là coi như là tại sao đó, tại sao đó, đó cầu năm nói tại sao đó. À, chính là tụi của Mỹ rồi, nó nói trên họp báo đó của chúng chị, nó không tin tưởng sáo gì, coi như là thời gian trước đó sáo về mới ở nhà từ đường có mấy tháng, người ta siết nhà luôn dễ sợ thì trời đất ơi. Nên nó bị gì á, cậu Năm nói gì nói cho ở nhờ ăn nhờ ở đậu vậy, chứ đâu có cho họ nhập hộ khẩu đâu. Trời ơi, nhập hộ khẩu bây giờ còn rắc rối dữ nữa hả cô chú chị. Đúng là cậu Năm sáng suốt á, chứ em mình không hiểu hiểu ai. Đúng không cô chú anh chị? Ôi rất ơi, đôi lúc á không phải tự nhiên cái mấy năm nghỉ đi, cô chú anh chị nghĩ đi, nếu mà Hồng Loan một con nuôi á, đúng không, mà ổng không quan tâm, ổng không thương á, mà giống như trên không gian mạng nó là đuổi đi rồi Hồng Loan bất hiếu, không có thương cha thương mẹ, giống như mấy cái người mà đứng ngay bàn thờ nhảy đông đổng, nói rằng là trời ơi lúc anh ba anh bệnh nó ở đâu, nó nói nó con anh vậy anh bệnh nó ở đâu, mà trong khi đó Hồng Phượng nói là trời đất ơi lúc ba với lúc cậu bệnh hả, là Hồng Loan nó ở trong bệnh viện 24 trên 24 luôn đó. À, trong khi đó cái người thân đứa cháu ruột thì nói vậy, còn ông nội Lê Quốc Tùng là lùng quốc tế kia thì coi như là nó ở đâu nhảy đông đổng đó, đúng không cô chú anh chị? Ở ngoài cái câu chuyện đó ra đó thì cô chú anh chị thấy rằng á là thêm một cái nữa là gì cô chú anh chị, thêm một cái nữa là gì, thêm một cái nữa là coi như là nhiều người coi như là đã đứng về phía của Hồng Loan, là coi như là rất là nhiều nghệ sĩ lớn đứng về phía Hồng Loan ủng hộ Hồng Loan, vì lúc nhỏ Hồng Loan đi đâu mà cậu Năm đi đâu mà không dắt Hồng Loan đi, đúng không? Cho dù bây giờ đứng cái tên tuổi ha, dù cho dù đứng cho nhập trong hộ khẩu đi chăng nữa, thấy không, người ta cũng thấy rằng người ta cũng thấy rằng là coi như là chưa chắc gì ha, chưa chắc gì, chưa chắc gì là coi như là giành được tài sản của người ta đâu. Anh nhập hộ khẩu từ ngày nào tháng nào giờ nào, thấy không, đó nó chỉ rắc rối về cái phần mà nhà cửa thôi đó, ngày nào giờ nào đó khi đó nhập hộ khẩu có ngày có giờ đàng hoàng chứ, đúng không, rồi xong cái đầu tài sản này hình thành từ bao lâu, rồi ai là con ruột đó người ta tính, trời đất ơi, trời ơi đừng có nói chi mà coi như là con nuôi, miễn sao hợp pháp thôi, tài sản người ta nói cho đứng chung hộ khẩu đi chăng nữa là cũng chưa chắc gì tranh được tài sản đâu, nó chỉ là ví dụ như là cái xác suất nó cao hơn thôi, được chia tài sản nó cao hơn thôi, đúng không cô chú anh chị? Chứ còn mà coi như là ngày giờ đó, có một cái điều như thế này nữa này cô chú anh chị, coi như là Hồng Loan á cũng phải là coi như là coi thôi, sao cộng đồng mạng người ta đồn, có nhiều cái người ta đồn, không biết người ta đồn ác ý với chú Bảy không, ta nói là cái nhà đó đó là cái nhà mà chú Bảy đang ở đó, là coi như là người ta là chú Năm mua cho chú Bảy. À, chú Năm thương chú Bảy nên chú Năm mua tặng chú Bảy đó, nếu mà cho tặng có giấy tờ đàng hoàng thấy không, mà chú Bảy đứng tên rồi thì không sao, nếu mà chú Năm mà đang đứng tên ha, cậu Năm mà đang đứng tên á, cậu Năm mà đang đứng tên là coi như là Hồng Loan nếu lấy lại được lấy lại luôn đó. Ừ, tại vì hồi đó ba tôi cho là cho miệng thôi, cũng không ai làm chứng, cũng không có giấy tờ gì đó, người ta đặt thí dụ như nó luôn nữa, mà không biết chắc nhà đấy, nhà của chú Bảy quá. Ừ, chú Bảy tại vì được tới 20 năm là cậu Năm trả nợ luôn mà, trời đất ơi dư giả ra liền cái gì đâu, ai cũng vậy thôi, làm ăn mua bán làm sao mà thua hoài được, đúng không, làm ăn mua bán có lúc thắng có thua, giống như mình đi đánh bài cũng vậy, thấy không, đánh bánh bài đó có bữa ăn bữa thua chứ, thua hoài ai chịu nói, thua hoài chắc người khác trả nợ hai mấy năm luôn quá trời đất ơi, thua hoài có nước mà bán nhà từ đường trả nợ luôn chứ, đúng không, chơi cái gì cũng như làm ăn gì đó, nhiều cái lúc cái chỗ chú Bảy là cũng làm ăn mua bán cũng có lúc thắng lúc lỗ vô chứ, lúc bị bơm 15 cái bánh xèo đó cũng lên tức ức chế chửi chửi gì thôi chứ, coi như là cũng cũng làm ăn nhớ lắm, mà cái bánh xèo ví dụ như 25.000 lời cũng được 20.000 nhớ, lộn lời cũng được 2-3.000 chứ, đúng không, bán chục ngày bán cả 100 cái 200 cái chứ giỡn đâu, người nổi tiếng ta bán mà, nghệ sĩ ta bán phải dân chơi đâu có chút gì, đúng không, phải giỡn chứ chơi bán mua nhà ở dạng bình trọng luôn á, nhưng mà có nhiều người đồn nhà đó nhà thuê, có nhiều người đồn nhà thuê chứ không phải là nhà của cậu Năm mua đâu, cậu Năm lúc này sau này cũng coi như là bệnh ghè 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 cũng đâu hát hò gì được, hồi đó thì biết rồi 20 năm trả nợ đó, nuôi mấy đời em, nuôi em nè rồi nuôi cháu nè
À, rồi lo cho cháu, lo cho em, lo đủ thứ lo quá trời lo. À, coi như là cũng khổ cực lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Con năm mất đi, con năm đâu có biết sung sướng gì cho bản thân mình đâu có vốn vậy. À, coi như là rất là gian khổ, rất là khó khăn ha. Coi như là giờ á, coi như là mọi người cứ làm đơn kiện đi đã, kiện coi như là cô Sáu thì cứ phải vác đơn đi kiện ha, tức là cứ kiện. À, còn án phí coi như thua lỗ sao tính sao, trời ơi, mới gom quá trời mà. Dân mạng nói trời đất ơi, dân mạng mới gì thiệt á, trên trên TikTok nó nói gì nè, làm gì mà đám của ông Vũ Linh mà có 600 mấy chục triệu, à, mấy tháng mà kêu gọi kiểu đó kéo dài của nó cầu hơn cả chục tỷ, trời ơi, nếu mà được vậy khỏe sao ha. Trời đất ơi, quỷ mấy quỷ sứ tối ngày đồn tầm bậy tầm bạ không mà đồn mang tiếng sáo tao. Trời đất ơi, hơn chục tỷ kệ tao, dù sao cũng đám anh ruột tao chứ bộ. Tụi bay làm gì mà tự nhiên tối ngày lên moi móc nhà sáo hoài kỳ cục ghê. Thấy không? Ta công bố 600 mấy thì biết 600 mấy đi. Chuyện chục tỷ, 20 tỷ kệ cha, kệ nhà người ta. Đèn nhà ai nấy sáng chán, nhà ai nấy sĩ, tiền nhà tao tao xài, tiền xài tiền tụi bay, sao tụi bay tối ngày lên moi lên móc hoài á. Hả? Hả? Mấy thằng quỷ, mấy thằng ôn dịch, mấy thằng quỷ sứ. Hả? Trời đất ơi, tao nói coi nghe phê lắm của chú anh chị. Nói gì chứ dân mạng nhiều đôi lúc cũng hay lắm, anh hùng mạng rồi giang hồ mạng rồi coi như là thám tử online rồi nhiều lắm. Cho nên á, qua câu chuyện này cho thấy những cái sự đồn thổi, nếu mà trong thời gian tới á cô Sáu mà vướng vào cái sự mà sao kê nè, rồi coi như là nếu mà cái số tiền mà nó lớn hơn cái số tiền mà Sáu công bố là cũng mệt mỏi đó chứ giỡn đâu nghe, đưa vô là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà nói thì nói chứ chiếm đoạt đâu, tại ta gom đó, ta gom cho nó gọn lại. Mấy người này nhiều lúc nói không có hết hàm ý, nhiều lúc có tài sản nhưng mà biết rằng là của anh ruột mình thiệt, nhưng mà tại cô là cô ruột có trách nhiệm phải gom gọn lại, các con hiểu không, gom gọn lại cho thành cục như này, nó gom gọn lại cục đó. Một là sao cất cho nó gọn lại cho tụi con còn nhỏ, nhưng Lon nó còn nhỏ, còn còn khờ dại lắm, cho nên là chưa thể trao cho con Lon được. Khi nào con Lon nó trưởng thành coi như là nó lớn lên rồi, nó cô cảm thấy là nó được rồi đó, cô cảm thấy là được rồi, cô sẽ trao lại cho nó. Mà nó lòng nào tụi nó bây giờ đồn thổi là coi như nó đi đồn sùm, nói lấy đơn đi thưa sáo, chiếm đoạt tài sản, chiếm gì, anh ruột sáo mà chiếm gì, chiếm đúng không, như vậy anh ruột sáo mà làm gì chiếm, trời ơi, làm gì có chuyện đó, còn phi dễ gì chiếm, dễ giàu gì không, coi như á tại người ta đồn vậy thôi chứ thật sự ra không có đâu, thấy không. Sáu gang gom gọn lại, gom tất cả lại, mấy các con rể con dâu anh ruột em ruột gì đó gom lại hết nó, rồi coi như là đứa nào là con của anh Năm á, thì gửi lại cho nó, thấy không? Gửi gọn lại cho nó, nó vậy thôi, chưa kịp gửi nó bắt đầu làm đơn làm hộ đi thưa bắt sao kê tùm lum tà la mệt ghê. Mấy đứa này quỷ sứ gì đâu á, thiệt tình người ta giận thì giận chứ có nào ra đó tiền bạc sáo đang gom lại mà máy bay nói ngày la làng sáo này này kia cái nọ bla bla các kiểu, bay mấy quỷ này thiệt tình đòn tùm bay tùm bạ không làm sáo buồn ghê. Rồi nói chung nãy giờ nhiều chuyện như vậy rồi thì chúng ta cũng biết rằng là sáo thì mới phát đơn đi kiện tiếp về vấn đề 200 đô và ấy 200 đô và 8 triệu của sáu bị mất cắp đó. Đứa nào mà lấy lần này là ở tù mọt gông à, ở tù mọt gông à, mấy bánh tét ở bên Mỹ nó nói gì không? Ở tù mọt gông à, nghe mọt gông á, chúng giỡn nó ghê lắm. Để chống mắt lên coi ai sẽ người là dướng vào pháp lý trước nha. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt của chú anh chị, hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha. Quý sứ nha, chống mắt trở lên coi sáu thưa tụi bay nè, sáu kiện tụi bay nè. Trời ơi, tao mới gom cả đống mà lo cái gì. Xin chào quý bà con, đây là nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt cho sức khỏe con người ha. Chúng ta biết rằng là Hàn Quốc, Nhật Bản hiện giờ người ta đang sử dụng nước cốt nhào ủ đường và là làm thành viên để là làm túi trà uống cực kỳ tốt sức khỏe, hỗ trợ vì đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Nên chúng ta nên sử dụng nước cốt nhào vì người lớn tuổi chúng ta khi mà sử dụng thuốc tây nhiều sẽ bị tác dụng phụ. Ha, sẽ bị tác dụng phụ. Còn nước cốt nhào này á, thì không có tác dụng phụ nha bà con. Bà con cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. À, vì đây là sản phẩm nhà em làm, gia truyền nhà làm, đã bao nhiêu đời nay sử dụng rồi.
Và cô chú anh chị nên nhớ một điều như thế này nè, cực kỳ tốt luôn nha, nó không có tác dụng phụ nè. Lưu ý giúp em là bệnh nếu có bị tiểu đường là không uống được nha, vì trong đây là ủ với đường. Hương vị của nó cực kỳ dễ uống, là chua chua ngọt ngọt ha, hương vị cực kỳ dễ uống, chua chua ngọt ngọt. Nó trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt. Bà con mình cứ yên tâm mà sử dụng, vì sản phẩm nhà làm nguồn gốc rõ ràng, không pha chế bất kỳ những cái loại mà có hại cho sức khỏe con người, chỉ nhào và đường lên men tự nhiên của chú anh chị nhé. Hương vị cực kỳ dễ sử dụng, chua chua ngọt ngọt nha của chú anh chị. Đó, bà con cứ mạnh dạn điện thoại số Zalo trên màn hình nhé. Chúng tôi sẽ coi như là tư vấn tận tình cho bà con nhé. Nước cốt nhào, ủ đường, trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Sản phẩm 300 ngàn một chai, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Giá 300 ngàn một chai, bao ship toàn quốc. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn bà con. Và chúc bà con, những người mà bị đau nhức xương khớp sử dụng nước cốt nhào này sẽ mau hết bệnh nha bà con nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con. Vâng, thì ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái sản phẩm mà hiện tại em đang bán trên nền tảng YouTube này. Đó, cái này là tôm khô được lấy từ quê hương Bạc Liêu. Cái này là tôm khô loại 1 nha cô chú anh chị. Một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký là 750 ngàn, một ký là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam nha. Còn cô chú anh chị nào ở nước ngoài thì vui lòng chịu phí ship dùm em nha cô chú anh chị. Đây là tôm khô loại 1, chất lượng rất là thơm ngon, được lấy từ vùng quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tiếp theo đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau. Một chai em đang cầm là 1 lít, 1 lít là 1,5 triệu, nửa lít thì 750 ngàn. Quý vị khán giả của chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Hai sản phẩm này thì em đều có thể giao qua nước ngoài được, bất cứ nước nào nha. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, mong rằng cô chú ủng hộ cho những cái sản phẩm em đang bán. Xin cảm ơn.